Tiến sĩ Trần, học giả nền văn minh siêu mơ, bị phần tử vũ trang khống chế khi đang trên đường đi khảo cổ, nhất định phải cứu được anh ấy. Chỉnh đốn hàng ngũ, chuẩn bị xuất phát. Đi. Ông chủ, nhìn kìa. Thành phố vàng trong truyền thuyết. Cuối cùng chúng ta cũng tìm ra rồi. Mau chạy đi. Vũ khí đã được vận chuyển theo đường hàng không đến địa điểm chỉ định, báo cáo hết. Bảo vệ tiến sĩ. Chạy. Bắt lấy chúng. Giao giao, bình sứ nhỏ. Bắt lấy. Chị đang ở đâu? Chị ơi, chị có nghe thấy không? Bây giờ chị đang ở đâu? Chị Tiểu Du, cẩn thận. Chị Tiểu Du, không sao chứ? Chị, chân chị đừng động đậy. Băng bó tạm đã, sẽ xong ngay thôi. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Từ từ thôi, tiến sĩ. Tiến sĩ. Các cô là ai? Rốt cuộc muốn làm gì? Chào tiến sĩ, chúng tôi là đội cứu viện của tập đoàn bảo vệ Sumi. Tôi là Lâm Tịch Du, đây là Lâm Đạt Giao, đây là Bối Cơ. Chúng tôi nhận được tín hiệu cầu cứu của ông nên lập tức đến đây. Mong là đến kịp lúc. Cảm ơn Thượng Đế. May mà không phải người của Thiên Đạo. Thiên Đạo.
một tổ chức phạm tội quốc tế, kiếm lợi bằng việc buôn bán dân vật cổ đại. Thế bây giờ chúng ta đang ở đâu? Thành cổ Bacos, thành phố vàng trong truyền thuyết. Chẳng lẽ là thành cổ cuối cùng trước khi nền văn minh Sumer biến mất? Phải. Nói vậy là tính đến nay tòa thành cổ này đã có lịch sử hơn 7.000 năm. Lợi hại vậy ư? Nhưng mà chúng ta phải làm sao để ra ngoài đây? Đến đây giúp một tay đi. Ồ, tiến sĩ, cẩn thận. Thứ gì thế? Tiến sĩ, ông không sao chứ? Chị Giao Giao, chị nhìn thấy chưa? Có ma. Đúng là có ma. Ở đâu? Ở đâu vậy? Con ma nhát gan là em đó. Làm gì có ma, chỉ là bụi do gió cuốn thôi. Đi, đi xem sao. Ừ. Những thứ này là gì? Đây là phát hiện vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Chúng ta đã phát hiện ra một nền văn minh chưa được phát hiện. Nó còn lâu đời hơn cả Sumer. Kia chính là thầy tế lễ của họ. Dưới sự dẫn dắt của thầy tế lễ, dũng sĩ của họ chiến thả bất bại. Tiến sĩ, hơi kỳ lạ. Họ và quân địch của họ rõ ràng không phải là người của cùng một thời đại. Nền văn minh Sumer, Babylon cổ đại, thời đại Viking. Không, có thể còn muộn hơn. Chẳng lẽ họ đã phát hiện ra bí mật khống chế thời không? Này, sao trông người tí hon này lạ thế? Trong tay người đó cầm cái gì vậy? Thần khí, điện thoại, thần khí. Thần khí trong truyền thuyết Sumer. Văn tự. Những văn tự này có lẽ chính là mấu chốt để giải mã nó. Nhưng mà tôi không thể hiểu hoàn toàn ý nghĩa của nó. Thời gian, không gian, hỗn độn. Nhưng mà ký hiệu này là gì? Ký hiệu cuối cùng, hình như tôi đã thấy ở đâu rồi. Có giống thứ ở trong thư phòng của bố. Chìa khóa. Mọi người xem, động tác tay bức tượng đá giống hệt trong bức tranh. Nhưng vị trí của chúng hình như không giống nhau. Hơn nữa những tư thế tay này hình như đang truyền đạt ám ngữ gì đó. Động tác tay, động tác tay, động tác tay. Bố từng nói, khôi phục lại hiện trạng ban đầu, vạn vật quay về vị trí cũ. Động tác tay của những bức tượng thần trong tranh liệu có phải đại diện cho loại chữ số nào đó? 962. Chẳng lẽ dãy số lạc thư? Chỉ có điều bị đảo lộn như thế, chỉ cần đưa tất cả về vị trí ban đầu thì có phải sẽ tìm được cửa ra không? Đúng, có khả năng này. Vậy thì thử là biết ngay. Nào, bối cơ. Được. Trong ba trận chính ô, năm ô ở giữa đều là số dương.
bốn góc đen đều là số âm. 9 là lớn nhất, 2 và 4 ở góc đầu, theo chiều kim đồng hồ, kéo. Lấy 5 làm trung tâm, lấy 3 phải 7. Đen trắng âm dương, 6, 8 là đủ. Số 2 bên trái giữ nguyên, số 2 bên phải ngược chiều kim đồng hồ, kéo. Dừng. Này, mau nhìn kìa. Tất cả đứng yên. Đao của cô nhanh hay là súng của tôi nhanh? Thế thì anh có thể thử. Bối cơ. Đừng có động vào nó. Đừng. Tiến sĩ. Tiến sĩ. Tiến sĩ. Tiến sĩ, tiến sĩ. Chúng ta đi thôi. Tiến sĩ, cố lên. Bối cơ, cẩn thận. Bối cơ. Đi, không được chạy. Quay lại. Giao giao. Giao giao. Giao giao. Giáo sư. Giáo sư, gu của ông khá đặc biệt đấy nhỉ. Tiểu Du à, sao tự dưng cô lại rảnh rỗi đến chỗ tôi thế? À, có thứ này muốn đưa cho ông xem. Nhìn ra gì rồi? Hạnh nhân đắng, có diên vĩ, xạ hương, cây xô thơm, đầu linh lăng hương. Ông nói gì vậy? Nước hoa bản giới hạn đấy, chắc chắn là sản phẩm mới của mùa thu của Tom Ford. Trả cho tôi đi. Đùa thôi, ở đâu ra đây? Cái này thì ông đừng quan tâm. Nhìn kỹ miếng ngọc đi. Hình dáng thì có lẽ liên quan đến siêu mơ. Hình như tôi đã nhìn thấy hoa văn này ở đâu rồi. Nhưng miếng ngọc này của cô chưa hoàn chỉnh.
Xem cái này nữa. Chiếc thìa bạc trên dần trăng sáng, vòng tròn đồng tâm, cá màu đen trắng. Cảm giác giống mật ngữ. Mật ngữ gì cơ? Tôi phải tra đã. Cô để quyển sổ lại đây, ngày mai hãy đến lấy. Được. Chúng tôi đã định vị được vị trí của đảo Suwa và điều tra tình hình phân bố rạn san hô ngầm quanh đó. Thuyền đã sẵn sàng vào đảo bất cứ lúc nào. Đã cả 1.000 năm trôi qua, cổ máy thời gian sắp khởi động. Nó sẽ tạo ra một nền văn minh mới, nơi mà tất cả mọi thứ được định đoạt bởi thiên đạo. Người có ý kiến gì với kế hoạch của ta không, Andrew? Không, nhưng tôi e là người mà ngài giao phó không đáng tin. Người đang nghi ngờ ta ư? Chị ơi! Chị ơi, chị đang ở đâu vậy? Đừng bỏ lại em! Chị ơi! Em cô vẫn còn hy vọng sống sót. Chỉ có cô giải được, giải được bí mật của miếng ngọc. Chị Tiểu Du, Giao Giao, chị nhất định sẽ cứu em trở về. Tề Nhĩ Đạt Na Khả Lạc Ba Y Nạp Khắc Ăn Đa Bối Cơ. Chị sai rồi, em là Tề Nhi Na Đạt Khả Lạc Ba Y Nạp Khắc Ăn Đa Bối Cơ. Không quan trọng. Em đeo mặt nạ đó làm gì? Bí mật thế, không đóng à? Bí mật gì đâu. Em phục chị đấy, chị Tiểu Du. Lần này cũng phát hiện ra là em. Tháng nào em cũng đến như kinh nguyệt vậy. Ai mà chẳng biết là em chứ. Chị Tiểu Du, chị thay đổi rồi, trở nên ngày càng thích bắt nạt em, giống y như dao. Chị biết em lo cho chị. Chị không sao. Em cũng không cần mỗi tháng chạy đến đây an ủi chị đâu. Em biết chị không cần em, nhưng em cần chị. Em đó. Nếu Giao Giao còn ở đây, chắc chắn hai đứa lại cãi nhau rồi. Giao Giao, sau khi nhiệm vụ kết thúc, có kế hoạch gì không? Nghỉ hưu sớm, tìm một hòn đảo, sống một cuộc sống bình yên. Hả? Thế thì chán lắm. Em tưởng ai cũng giống như em mà. Chị thích đánh giết. Chị buông ra. Em nói chị biết, quen với sự ồn ào của đánh giết rồi thì ở trên đảo một mình sẽ buồn chán lắm đó. Ai bảo chị một mình? Chị sẽ sống cùng chị gái. Thế cho em đi cùng với. Chị từ chối,
Cho em đi cùng với chị em ồn ào quá. Em có ồn ào đâu, cho em theo với mà. Từ chối. Chị từ chối. Chị Tiểu Du, thực ra em muốn nói là em khá ấy nấy. Vì em nên chị mới không túm được tay Giao Giao. Nghĩ gì vậy? Em và Giao Giao đều là em gái chị. Chưa bao giờ chị hối hận vì cứu em. Nhưng dù gì Giao Giao cũng là em gái ruột của chị. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Còn em, thực ra chị và Giao Giao không phải chị em ruột. Chỉ là lớn lên bên nhau từ nhỏ, từ lâu đã như hai chị em ruột thôi. Hai người không có quan hệ huyết thống ư? Giáo sư. Wow, hôm nay văn phòng yên tĩnh thế. Tiểu Du, cô gái đẹp này là... Tôi là Tề Nhĩ Na Đặc, Khả Đặc Ba Y. Không quan trọng cô ấy tên gì đâu. Ông cha đến đâu rồi? Đây là ấn ký đồ đằng được phát hiện ở Đông Nam Á khi khai quật khảo cổ. Tôi cũng thấy hoa văn trên miếng ngọc của cô nên mới nhớ ra. Không đúng, trong bức tranh của ông là một đôi, một miếng khác màu đen. Đúng vậy, tôi từng thấy nó ở chợ quỷ lớn nhất Đông Nam Á. Cá màu đen trắng này chắc là chỉ đôi ngọc này đó. Thế chì bạc trên gương còn có vòng tròn đồng tâm là chỉ cái gì? Theo những gì được ghi chép trong quyển sổ, nếu tôi đoán không lầm thì có lẽ chỉ một nơi gọi là đảo Suwa. Tôi từng khảo sát hòn đảo này. Nếu cô muốn đến đó, tôi có thể làm hướng dẫn viên. Tôi nghĩ có lẽ nên tìm thấy miếng ngọc màu đen đó đã. Chợ đêm mà ông vừa nói ở đâu? Đây là cái gì? Vé tàu. Lão Hồ. Lão Hồ. Lão Hồ à? Sao? Cậu nói xem bà già đó đỉnh đến như vậy ư? Chúng ta là tầng lớp vô sản, không thể tin những thứ ma quỷ đó được. Cậu bớt lời đi. Lên tàu rồi mà còn không muốn đi à? Hai vị, bà già mà hai người vừa nói có phải là người ở chợ quỷ không? Chợ quỷ mà chúng tôi muốn nói đến hơn 100 năm trước là một làng chài. Đúng, bà già đó chính là dân gốc ở đấy, không sai. Cậu kể đi. Trong truyền thuyết, từ khi sinh ra bà ấy đã khác người. Vừa mở miệng là biết nói. Bà ấy có một món bảo bối chưa ai từng thấy là thứ gì, nhưng nghe nói có thể phát sáng. Bà ấy lợi dụng thứ đó để suy đoán quá khứ, tương lai cho người ta, vô cùng chuẩn xác. Đó đâu phải là một bà già, là bà đồng thì có. Những điều các anh vừa nói là thật ư? Không ai biết nguồn gốc thật và lối vào của chợ quỷ. Chị Tiểu Du, chị có thấy hơi lạnh không? Mùi gì vậy? Thơm quá.
Bối cơ, bối cơ, mau dậy đi. Mẹ ơi, sao em lại ở trong quan tài? Em, không phải chúng ta đã ở trên tàu hỏa sao? Em còn nhớ mùi thơm trên tàu hỏa không? Chắc là khói thuốc mê. Xem ra chúng ta bị đánh thuốc mê, rồi bị bỏ vào quan tài đưa đến chợ quỷ. Này, không sao, không sao. Không sao đâu em. Không ăn. Chị Tiểu Du, chị sao thế? Hình như chị vừa nhìn thấy. Nhìn thấy gì? Thôi, chắc là chị nhìn lầm. Thế thì đi thôi. Chị Tiểu Du, chị nhìn trong kia kìa. Không sao. Quỳ xuống. Giao Giao, cô ấy còn sống không? Thành Phong vốn là quỷ đoản mệnh, sau khi chết thì đến âm phủ. Diêm Vương thấy cô ấy xinh đẹp, đưa đến âm sơn khổ luyện rồi. Lão tổ âm sơn truyền pháp cho, có thể qua lại giữa âm dương. Thập diện Diêm Vương đến đó được. Thành Hoàng thổ địa truyền tin đi. Địa Tạng phong cô ấy quỷ tiên. Những ngày lễ Tết đốt tiền giấy. Đốt tiền giấy. Ý là gì vậy? Cô đừng có nói nữa. Đợi nén hương này cháy hết, chuyện cô đang muốn biết sẽ có đáp án. Wow, thần kỳ quá chị Tiểu Du. Công hành đầy đủ, thần linh mặc hữu. Nhưng cái gì? Nào, lại gần đây, ta giải thích cho mà nghe.
Chị ơi, chị đến tìm em mà. Chị ơi, chị... Chị ơi, em không tìm thấy chị. Xin chào bạn nhỏ. Ta là ông Nắm. Nghe nói ở đây có một cô bé tên là Giao Giao, vô cùng xinh đẹp. Ông Nắm muốn làm bạn với Giao Giao, có được không? Được. Này Giao Giao, bố tặng cho con một món quà. Quà gì vậy bố? Con nhắm mắt lại đi. Được. 1, 2, 3. Tên tên, vòng tay đẹp quá. Nào, giơ tay ra. Giao Giao xinh đẹp, đeo vòng tay xinh đẹp. Cảm ơn bố. Vòng tay là của em, của em. Tịch Du, Tịch Du, vì sao đồ của con mà phải cho em ấy? Bởi vì con là chị. Tịch Du, Tịch Du à. Bảy, tám, chín, mười. Chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị đang ở đâu vậy? Đừng bỏ em lại mà. Chị ơi, chị. Giao Giao, Giao Giao. Chị ơi, em ở đây này. Chị ơi, em ở đây. Chị ơi, chị, chị ơi. Đều là lỗi của chị. Đều là lỗi của chị. Giao Giao, Giao Giao, Giao Giao, em còn sống. Em làm gì vậy? Tôi không muốn nhiều lời với chị. Em sao vậy? Em bỏ súng xuống đi. Chị bảo em bỏ súng xuống. Ảo giác vừa rồi là do em gây ra ư? Trong hương có thuốc mê. Từ khi bọn lừa đảo đó nhìn thấy miếng ngọc này của chị thì chị đã bị họ tính kế rồi. Miếng ngọc đen còn lại em nói rõ ràng đi. Nói từ đâu nhỉ? Vậy thì từ ngày mà chị lại bỏ rơi tôi lần nữa chứ gì?
Chị ơi, đừng bỏ em lại. Đây là da của bố tôi, sao lại trong tay của anh? Bức ảnh này được chụp từ 20 năm trước. Người nằm trên đất chính là cha đẻ của cô, Diền Mình. Người giết ông ta chính là cha nuôi của cô, Lâm Triết. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Ông nói dối. Cái chết của Diền Mình tôi cũng có trách nhiệm. Tôi sẽ nuôi con gái của anh ấy. Chẳng lẽ thật sự là ông đã giết bố đẻ của tôi ư? Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến tất cả. Rốt cuộc ông là ai? Tôi là một người quen cũ của cha cô. Tôi và ông ấy cùng sáng lập ra Thiên Đạo. Thiên Đạo? Cha tôi sáng lập ra ư? Cha nuôi cô, Lâm Triết, từng là bạn tốt của cha cô. Nhưng sau khi gia nhập Thiên Đạo, ông ta thèm muốn những gì cha cô đang có, tính kế giết hại ông ta. Cô thật sự tưởng ông ta nhân từ mà nhận nuôi cô ư? Ông ta chỉ muốn chuộc tội cho những gì mình đã gây ra. Ông ta không phải cha nuôi kính yêu của cô, mà là kẻ thù giết cha cô. Đủ rồi. Đi theo ta, ta sẽ cho cô một cơ hội cứu cha mình, để ông ta tự nói cho cô sự thật. Đây là đao của bố. Nhưng không thể nào, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm. Tôi đã gia nhập Thiên Đạo. Em điên rồi. Sự việc còn chưa được điều tra rõ ràng, em gia nhập Thiên Đạo làm gì? Đủ rồi. Chị đã bỏ rơi tôi thì có tư cách gì mà nói với tôi? Nếu không có Thiên Đạo thì tôi đã bị chết chìm dưới sông trong lòng đất rồi. Có thế nào, em cũng không được gia nhập tổ chức như Thiên Đạo. Còn nhớ di tích mà chúng ta phát hiện ở sa mạc trước đây không? Đó là nền văn minh cổ chưa được biết đến. Họ dùng kỹ thuật cao nhất thời đó để tạo ra cổ máy thời gian. Đây là thứ Thiên Đạo đang tìm kiếm, cũng là thứ mà tôi muốn có được. Cổ máy thời gian có liên quan gì đến em? Đôi ngọc đen trắng này chính là chìa khóa để mở ra cổ máy thời gian. Chỉ có thông qua cổ máy thời gian về lại quá khứ, tôi mới có thể gặp cha một lần nữa, nghe chính ông ấy nói ra sự thật. Thật hoang đường. Chúng ta có rất nhiều cách để điều tra rõ chuyện này. Vì sao em phải? Chỉ có thể dùng cách của chị để điều tra, thì dựa vào cái gì mà ý kiến với sự lựa chọn của tôi? Chị là chị gái em. Giao Giao, hai chúng ta không còn liên quan gì đến nhau. Em ấy không cần người chị này nữa rồi. Giao Giao, em ấy hận chị. Đều là lỗi của chị. Chị Tiểu Du, chị đừng như vậy. Đều là lỗi của chị. Chị đã khiến em ấy thành ra như thế này. Em biết không, hồi nhỏ chị đã từng bỏ rơi em ấy. Lớn lên rồi chị lại bỏ rơi em ấy.
Thế nên Giao Giao hận chị. Em gái chị, em ấy hận chị. Không được. Không được. Chị không thể trơ mắt nhìn Giao Giao bị người của Thiên Đạo hại chết. Chị phải đi cứu em ấy. Bây giờ chị sẽ đi ngay, kéo em ấy quay trở về Lâm Tịch Du. Đây không phải là dáng vẻ chị nên có. Chị đừng nghĩ có chuyện gì thì luôn phải giải quyết một mình. Cho dù có chuyện gì xảy ra, còn có em đây mà. Đây chính là đảo Suma. Các cô xem kìa, hồ trung tâm đảo kia chắc chắn là gương sáng trong Mật Ngữ. Nhưng Thìa bạc là cái gì nhỉ? Mọi người xem kìa, sao bên hồ lại có mấy cái cột? Tiểu Du, cô xem kìa, vị trí của cái cột rất giống bảy ngôi sao Bắt Đẩu đúng không? Chỉ có 6 cột thôi mà. Bắt Đẩu, chồng sao Bắt Đẩu là hình cái thìa đó. Vậy thì trong rừng chắc sẽ có cái cột thứ 7. Chúng ta tìm ra nó, có phải sẽ tìm được? Bám chặt vào, phía trước có bất thường. Mọi người bám chặt. Chị Tiểu Du, chị cẩn thận. Anh Nam, Bối Cơ, chị Tiểu Du, Bối Cơ. Giao Giao, đi mau. Giao Giao, vừa nãy may mà có em.
Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Chị nghĩ nhiều rồi. Sao thế? Em bị thương rồi Giao Giao. Đừng, để chị xem. Kệ tôi. Em không xử lý vết thương sẽ nhiễm trùng đó. Để chị xem cho. Ngồi yên. Nhớ lúc còn nhỏ, chúng ta cùng nhau leo núi. Chị bị ngã, em đã xử lý vết thương giúp chị. Bây giờ sau lưng chị còn vết sẹo đấy. Tất nhiên là tôi nhớ. Nhưng tôi còn nhớ khi chúng ta còn nhỏ hơn lúc đó, hai chúng ta đi chơi trốn tìm. Chị dứt tôi lại một mình trong rừng cây và đi mất. Xin lỗi em. Lúc đó chị đã quá ích kỷ. Nhưng Giao Giao, cho dù em có tin hay không, hôm đó chị đã quay lại tìm em. Sau đó khi bố đưa em về, chị... Đừng nói nữa. Tôi không đến để hàn huyên với chị. Thời gian cấp bách, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với chị. Em nói đi. Liên quan đến thiên đạo. Chị Tiểu Du. Tiểu Du. Tốt quá, mọi người vẫn còn sống. Đúng là chị em tình thâm. Điều này có liên quan gì đến anh? Đừng. Thả em ấy ra. Thả cô ra tìm ngọc bội. Cô lại dám giở trò. Có tin tôi giết cả hai bây giờ không? Andrew, bây giờ anh chưa thể giết họ được. Vì sao? Bởi vì họ còn có tác dụng. Tôi đã giải mã được mật mã trong cuốn sổ của tiến sĩ. Mật ngữ chính là bản đồ. Chỉ cần anh hứa không giết ai, tôi sẽ giúp anh tìm ra lối vào di tích cổ. Đừng có lừa tôi. Đi. Theo hình vẽ cự thạch trận, trụ đá thứ bảy chắc là ở quanh đây thôi, nhưng không thấy trụ đá nào cả. Liệu có phải là cái cây này không? Này, ở đây có lỗ hổng. Vào xem đi. Tôi xem nào. Mọi người nhìn những hình vẽ này, rất giống các vị thần trong thần thoại Sumer. Xem này, đó phải là Anu, chúa tể của các vị thần. Hai bên Anu là hai đứa con trai của ông, Anil và Enki. Mở cửa ra đi. Đồng của Anu chắc là vị trí thứ hai theo chiều kim đồng hồ. Ngài ấy là chủ nhân, nhất định phải ở trên cùng. Cẩn thận. Cô dám lừa ta. Đứng yên. Cho tôi một lý do để không giết cô. Thiết kế của vòng tròn này rất giống với lịch mặt trời của Sumer. Thế nên trung tâm của vòng tròn
không phải là theo chiều kim đồng hồ, mà là ngược lại. Không tin thì anh thử đi. Cô làm đi. Chị Tiểu Du, bức tranh này có ý nghĩa gì? Trên bức tranh này nói rằng nguyên liệu ban đầu tạo ra cỗ máy thời gian đến từ một thiên thạch ngoài trái đất. Cỗ máy thời gian đã thay đổi trật tự thời gian và không gian, khiến cho thế giới ở đây rơi vào sự hỗn loạn, cuối cùng là mất kiểm soát. Thế nên mọi người ở đây đã giấu cỗ máy thời gian đi. Sau đó họ đã trải qua một trận lụt lớn, tái tạo lại cả thế giới. Nói vậy thì hòn đảo này từng là đảo chìm sâu dưới nước. Chắc là do lịch sử mấy vạn năm biến đổi mà nó mới trở lại trên mực nước biển như vậy. Chuyện này xảy ra vào thời kỳ nào? Trong truyền thuyết Maya, nền văn minh tương ứng với kỷ nguyên mặt trời đầu tiên trên trái đất gọi là Zendaya, có lịch sử 960.000 năm. Đó còn được gọi là nền văn minh siêu năng lực. Họ có thể thay đổi thời không, không gì là không làm được. Có thể họ đang chỉ nơi này. Mật ngữ đầu tiên, chỉ ngọc bội đồ đằng, cũng là chìa khóa mở cửa cỗ máy thời gian. Mật ngữ thứ hai, chỉ địa điểm của cỗ máy thời gian. Thế còn mật ngữ thứ ba, vòng tròn đồng tâm là cái gì? Vòng tròn đồng tâm liệu có phải là một thời điểm đặc biệt nào đó? Sáu ngôi sao thẳng hàng. Mấy hôm trước tôi có xem trên điện thoại, nói gần đây sẽ xuất hiện sáu ngôi sao thẳng hàng. Còn bao lâu nữa sẽ đúng thời điểm sáu ngôi sao thẳng hàng vậy? Còn một tiếng nữa. Đừng nói nữa, mau đi đi. Mau lên, đi. Cỗ máy thời gian. Này chị Tiểu Du, kia là cái gì? Thế giới thượng cổ. Liệu có nguy hiểm không? Cẩn thận. Lại một tên sống sót. Это все,
Giao Giao cẩn thận. Giao Giao. Bối Cơ. Đồ khốn, chết đi. Bối Cơ, Bối Cơ, em không sao chứ? Không sao, dập mông chút thôi. Còn mấy thời gian là của tôi, không ai được phép lấy đi. Bây giờ đã biết đạn của tôi nhanh hơn hay đạn của anh nhanh hơn chưa? Chị Tiểu Du, xong rồi. Bối Cơ, Bối Cơ, Bối Cơ. Giao Giao, chị Tiểu Du, em xin lỗi. Em, Bối Cơ, em không thể đi cùng hai người đến hải đảo nữa. Bối Cơ, em cố lên. Bối Cơ, Bối Cơ, Bối Cơ à. Bây giờ chỉ có cổ mấy thời gian mới cứu được em ấy. Đi. Đứng lại. Giao Giao, đưa miếng ngọc bội cho tôi. Cuối cùng cũng gặp nhau rồi, thủ lĩnh. Từ khi cô được cứu, sau đó gia nhập thiên đạo, đều đã lên kế hoạch rồi ư?
Nếu không làm sao khiến ông lòi cái đuôi hồ ly ra được? Ông ẩn giấu rất tốt, không ai biết thân phận thật của ông là thủ lĩnh thiên đạo. Nhưng ông lại quên mất, cha tôi cũng từng là một thành viên của thiên đạo. Trong nhật ký ông để lại, tôi đã tìm ra chút dấu vết, nhưng tôi không thể xác định được thật sự là ông. Thế nên chỉ có thể ẩn giấu thân phận, gia nhập thiên đạo. Hai chị em cô đúng là khiến tôi bất ngờ. Đúng vậy, chính tôi đã giết Diên Minh. Ông ta rất thông minh, cũng rất trượng nghĩa, nhưng mà ông ta quá cố chấp. Chính ông đã khiến tôi mất cha. Ông ta đã phản bội lời thề của mình. Ông ta còn quỷ hoại thiên đạo. Ông ta bị ngăn cản. Thiên đạo là tất cả của tôi. Tôi hy sinh tất cả vì nó. Tôi phải bảo vệ nó. Đúng là một kẻ điên. Tôi là thằng điên. Tôi là thằng hèn. Là kẻ xấu. Thế thì sao chứ? Kẻ sống sót cuối cùng vẫn là kẻ như tôi mà. Tất cả những gì ông làm chỉ vì có được cổ máy thời gian ư? Các cô thật vô tri. Tôi muốn thay đổi cả thế giới này. Cổ máy thời gian sẽ cơ cấu lại thế giới. Quy tắc chế độ, luân thường đạo lý đều sẽ thay đổi. Rất bất ngờ phải không? Đưa miếng ngọc bội cho tôi, mau lên. Đưa tôi. Cho dù tôi chết rồi, cũng sẽ có kẻ khác thay đổi mọi thứ.
Giao Giao, Bối Cơ. Chị đến đây. Có chuyện gì thế? Có chuyện gì thế? Đi. Ảo giác ư? Nhưng chị nhớ rất rõ là chị đã bước vào cổ mấy thời gian, sau đó quay về cứu các em mà. Cổ mấy thời gian là thiên thạch ngoài trái đất, có lẽ là do bức xạ thiên thạch gây ra ảo giác. Trong ảo giác, em đã mở cổ mấy thời gian trở về quá khứ, nhìn thấy cảnh giáo sư Lê hại chết bố. Thế em thấy đám người của giáo sư Lê chết như thế nào? Trong ảo ảnh, họ vẫn đang tranh giành cổ máy thời gian, cuối cùng chém giết lẫn nhau. Bối Cơ. Bối Cơ. Dạ. Sao thế? Em nhìn thấy gì? Em mà. Em thấy em quay về quá khứ, trở thành nữ hoàng ở đó, được mọi người ngưỡng mộ. Cảm giác đó, cảm giác đó thật là đã đời. Em có chắc em trở thành nữ hoàng chứ không phải là tế phẩm không? Tế phẩm gì chứ? Chị lại đây, em nói cho hai người nghe. Em là nữ hoàng Tê Nhĩ Na Đập Khả Lạc Ba Y Đạp Khắc Đa An đó. Ồ, nữ hoàng Tề Nhĩ Na Đặc Khả Lạc Ba Y Nạp Khắc Đa An đó. Đừng có nói linh tinh như vậy. Là Khả Lạc Ba Y. Em là Khả Lạc Ba Y. Ngốc quá. Khả Lạc Ba Y là ngốc thì có.